Mình vừa phát hiện admin đã cho Việt Nam những thứ này. Mình đùa thôi, cái đó là mình tự làm. Giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe những thứ admin đã làm cho Việt Nam. Thứ đầu tiên mà admin đã từng thêm vào Việt Nam là một NPC người Việt Nam có khả năng giúp các bạn đổi màu Haki. Và đó chính là YouTuber Dưa Hấu Câu Cua. Anh ấy đã từng được admin thêm vào để giúp người chơi đổi màu Haki. Nhưng do một sự cố nào đấy mà NPC ấy bị đổi thành một nhân vật khác. Mình cảm thấy tiếc khi NPC đấy bị đổi. Thứ tiếp theo là một cái nón lá có logo Việt Nam được admin thêm vào. Nếu các bạn muốn tìm cái nón thì các bạn có thể đến Shiba nó ở sau dinh thự. Thứ tiếp theo là thứ mà các bạn không ngờ đến, chính là một người Việt Nam được admin tặng cho Chibo Zozu. Đó chính là YouTuber Nam Nook Gaming. Anh ấy chính là người Việt Nam đầu tiên sở hữu Chibo Zozu. Anh ấy có làm nguyên một cái video nói về việc này. Các bạn có thể lên kênh anh ấy để xem nhá. Cái kế tiếp là admin đã từng thêm một cái cốt game trong Blood Fruit có tên một người Việt Nam. Mình nghĩ chắc thì các bạn cũng đoán ra là ai rồi. Đó chính là Tấn Tài Gaming. Khi nhập cốt này bạn sẽ có 20 phút ít 2 kinh nghiệm, nên cái cốt này rất có ích cho mấy bạn mới chơi Blood. Và mình cũng chỉ biết đến đó thôi. Nếu các bạn thấy hay thì cho một đăng ký và một like nha. Và có gì sai sót thì các bạn đừng quên bình luận xuống dưới để mình sửa chữa nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này.